Hết dự án ma, giờ đến dự án ảo. Lấn biển, xẻ núi, phá rừng để xây dựng trái phép. Đây là một cái vụ mà khai thác cát lậu trái phép rầm rộ và quy mô nhất. Cát nó đổ thì cũng không có biết là đổ ở chỗ nào. Cứ chống đối trước mặt đến đủ chiêu trò né tránh. Đóng cửa, nói chung là lực lượng ở đây mỏng không có vào được. Loạn trật tự xây dựng tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Bà Rịa Vũng Tàu đang là địa phương đóng góp ngân sách đứng thứ 3 cả nước, lại đang có tốc độ thu hút đầu tư thuộc top đầu. Đây là địa phương có sức ảnh hưởng tới thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành trong khu vực. Chỉ một thông tin về hạ tầng, chính sách hay là đầu tư ở đây đã có thể tạo thành cơn sốt đất rúng động. Chỉ một lệnh cấm hay là cho phép tắm biển có thể khiến tắc nghẽn cả quốc lộ vùng giáp danh. Thế nhưng nhìn từ bên trong thì Bà Rịa Vũng Tàu cũng đang đối mặt với những thách thức đi kèm với quá trình phát triển rất nhanh của mình. Một trong số đó chính là tình trạng vi phạm trật tự xây dựng có dấu hiệu ngày càng phức tạp. Đơn cử đó là tình trạng xây dựng không phép, trái phép ồ ạt ăn theo một dự án lớn đang được đầu tư tại tỉnh này. Nó liên quan tới nhu cầu bức thiết là chỗ ở cho hàng chục ngàn công nhân đến làm tại dự án, nhưng có nguy cơ bùng phát thành vấn nạn khó có thể xử lý. Thành phố Vũng Tàu đang triển khai dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam với tổng mức đầu tư khoảng 5 tỷ đô la Mỹ. Công trình trọng điểm quốc gia này có hàng trăm nhà thầu phụ với khoảng gần 20.000 chuyên gia, công nhân đến làm việc. Tuy nhiên, nơi để thiết bị, máy móc và chỗ ở cho công nhân lại chưa được bố trí kịp thời, dẫn đến tình trạng các nhà đầu tư đã tự ý xây dựng nhiều công trình không phép rộng cả ngàn mét vuông như thế này. Lượng công nhân đổ về để làm cái khu vực hóa dầu rất lớn, do đó cái nhu cầu về cái chỗ ở cũng như là ăn uống phục vụ cho công nhân, cũng như là các lán trại để tập kết các vật tư, vật liệu đưa vào công trình thi công. Do đó là dọc trục đường này là rất nhiều cái lán trại để xây dựng không phép. Theo thống kê, thì tại khu vực này có gần 30 nhà xưởng lớn của các công ty và hàng chục công trình xây dựng không phép khác của người dân. Từ đây còn dẫn đến tình trạng xẻ đất rừng phòng hộ để san lấp mặt bằng. Này, thị xã Long Sơn đang triển khai cái dự án nhà máy hóa dầu. Theo quy định thì là thường mình xây các công trình tạm đấy trong cái dự án. Nhưng mà dự án hóa dầu là cái dự án đặc thù cho nên là người ta cái chủ đầu tư người ta không cho cái nhà thầu vào trong đó, nên nó mới xảy ra cái tình trạng vi phạm. Thì chúng tôi cũng một mặt là kiến nghị các sở ngành báo cáo tỉnh để có cái giải pháp tháo gỡ, một mặt là chúng tôi xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm. Theo ông Thuấn, tình hình xây dựng tại Vũng Tàu đang có chiều hướng gia tăng. Từ đầu năm đến nay, tại xã Long Sơn và các khu vực nóng như phường 11 và 12 đã phát hiện xử lý hơn 120 trường hợp xây dựng trái phép, tăng gấp đôi so với năm ngoái. Thành phố đang kiến nghị thu hồi giấy chứng nhận sử dụng đất đối với các chủ đất cố tình vi phạm. Tại hầu hết các địa phương khác ở Bà Rịa Vũng Tàu cũng đang triển khai nhiều dự án lớn, cập nhật nhiều quy hoạch mới. Trong quá trình đó thì vấn nạn vi phạm trật tự xây dựng có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Phóng viên Thế Hà có phần tổng hợp ngay sau đây. Tôi đang có mặt tại một trong những điểm nóng nhất về vi phạm trật tự xây dựng của thành phố Vũng Tàu. Nơi tôi đang đứng đây, hơn 120 hectare đã được quy hoạch làm khu công viên văn hóa và đô thị mới Bầu Trũng. Nhưng mà chưa kịp triển khai thì đã có khoảng gần 5.000 hộ dân chuyển về đây xây dựng không phép và sống trong cảnh sập xệ, lộn xộn như thế này. Cứ chục mét ven đường, chính quyền lại dựng biển đất công như thế này. Nhưng người dân tự ý xây thì cứ xây, bán thì cứ bán. Khu dân cư Bầu Trũng đang trở thành bài toán nan giải, đòi hỏi chính quyền phải có giải pháp căn cơ, quyết liệt. Nếu không, càng ngày sẽ chỉ càng phức tạp hơn mà thôi. Tại huyện Long Điền cũng đang nóng tình trạng tự ý san lấp quy mô lớn các ruộng muối, đầu tư làm đường xá hoành tráng để làm khu dân cư nhưng không hề có giấy phép theo quy định. Khu vực núi Nhọn ở thị xã Phú Mỹ đang trong quá trình chuyển từ đất quốc phòng trả lại cho xã quản lý. Nhiều hộ lợi dụng tự ý xây dựng không phép tràn lan. Chính quyền cho người vào kiểm tra thì gặp đủ kiểu chống đối. Ở xã cũng thành lập một cái tổ xây dựng á, kiểm tra xây dựng, nhưng mà vô đó thì cái chủ đầu tư xây dựng nó không có hợp tác, đóng cửa, nói chung là lực lượng ở đây mỏng không có vào được. Nói chung là cứ khâu xử lý cũng khó khăn. Một số vi phạm điển hình về trật tự xây dựng ở Bà Rịa Vũng Tàu thời gian qua. Tình trạng xẻ núi, xây biệt thự trái phép diễn ra ở nhiều nơi.
hơn 50 căn nhà xây trái phép lấn biển ở khu vực phường 5, thành phố Vũng Tàu. Xây dựng trên đất rừng phòng hộ ở núi Dinh, khu bảo tồn Bình Châu, Phước Bửu. Xây dựng không phép trái phép trên đất công ở huyện Xuyên Mộc. Xây dựng trái phép dưới đường điện cao thế tại thị xã Phú Mỹ. Xây dựng khu dân cư không phép trên ruộng muối ở huyện Long Điền. Xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất quy hoạch tại thành phố Vũng Tàu. Cũng trong tuần qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã phải đích thân đi kiểm tra tình hình xây dựng trái phép tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Những vi phạm từ cấp xã, phường không được xử lý quyết liệt đã bùng phát thành vấn đề mà quận cũng không giải quyết nổi, rồi thành phố phải trực tiếp chỉ đạo giải quyết. Bà Rịa Vũng Tàu là địa phương mà tình trạng vi phạm trật tự xây dựng dù phức tạp nhưng đa phần còn nhỏ lẻ, rất cần các giải pháp quyết liệt ngay từ đầu. Nếu thành phố Hồ Chí Minh còn quá xa xôi thì chúng ta có thể thấy một bài học nhãn tiền ở chính tỉnh này. Dân người ta đổ một đống gạch, chính quyền địa phương là đã tới hỏi làm cái gì, làm như thế nào, giấy phép đâu. Còn này một dự án to đùng 13 hectare mà lại không kiểm tra gì cả là sao? Buông lỏng quản lý nhà nước trên địa bàn vậy là không được. Chính Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu đã nói công khai như vậy trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh này vào năm ngoái. Từ khi dự án ma Manh Nha đặt những viên gạch đầu tiên ở Bà Rịa Vũng Tàu theo đúng nghĩa đen, nhiều đơn vị báo chí trong đó có Đài Truyền hình Việt Nam đã từng phản ánh, nhưng 2 năm sau thì số dự án ma vẫn tăng lên con số hơn 100 dự án. Chính quyền địa phương ở Bà Rịa Vũng Tàu đã phải mở một chiến dịch rầm rộ để dẹp các dự án ma ra sao, chắc quý vị còn nhớ. Chỉ một trong số đó, công ty Alibaba thời điểm đó đã chống đối âm mỉ và cho đến nay thì vẫn chưa thể nào giải quyết được. Những khu đất bị cưỡng chế chắc chắn sẽ còn bỏ hoang nhiều năm tháng nữa, chưa thể đưa vào sử dụng vì còn phục vụ điều tra, còn nhiều tranh chấp. Mặt tiền của người dân, uy tín của chính quyền, sinh mạng chính trị của nhiều cán bộ cũng đã bị mất đi. Với xây dựng trái phép, tình huống sẽ tương tự. Lúc này không làm chặt, tương lai xử lý hiệu quả sẽ vất vả, phức tạp hơn gấp nhiều lần.